Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long họp trực tuyến với 20 phường để triển khai kế hoạch giả soát, điều chỉnh, bổ sung tên đường, tên ngõ, tên phố và chấn chỉnh hoạt động viết và lắp đặt biển bảng quảng cáo. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì. Sau khi nghe phòng văn hóa thông tin thành phố và các phường báo cáo về việc đặt tên đường, tên phố, tên ngõ và lắp đặt biển bảng quảng cáo, trong đó có tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn, điểm mua sắm thực hiện việc viết đặt biển hiệu không đúng quy định hoạt động quảng cáo giao vặt trái phép trên địa bàn thành phố vẫn tái diễn. Một số tuyến đường, tên phố, số nhà chưa đồng bộ. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn, các phường trong thời gian tới triển khai thực hiện kế hoạch số 64 của Ủy ban nhân dân thành phố về lập lại trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, chủ động tập trung hướng dẫn viết, đặt biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định, tổ chức kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm yêu cầu ban chỉ đạo và ủy ban nhân dân các phường lập danh mục tên đường tên phố số nhà trên địa bàn để điều chỉnh bổ sung theo đúng kế hoạch thành phố đề ra